Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chơi Puppy Playtime tiếp nha. Ok, bây giờ mình sẽ vô vấn đề nào. Ok, mình muốn nói với các bạn là bản 1.04 á là mình sẽ không có chơi được nha. Tại bản 1.04 lag lắm nên mình sẽ không bao giờ chơi được cái bản đó để quay video. Nếu mà mình chơi kiểu bình thường thì mình sẽ không có bị. Nhưng mình nếu mà mình quay video thì nó rất là lag, nên mình thông báo là hôm nay mình chỉ chơi bản 1.03 thôi nha. Ok. Xuống. Ok, xuống. Mình hôm nay mình chỉ thông báo một chuyện đó thôi. Ok. Các bạn nào muốn tải bản 1.04 hoặc là 1.03 và các bạn nào để bạn các bạn muốn bản nào thì mình sẽ cho các bạn một cái link đó nha. Mình sẽ gửi cho các bạn những cái link đó. Các bạn nếu mà các bạn nào muốn bấm vô lấy link thì các bạn bấm vô là xong. Ok. Ok, đoạn này mình sẽ cắt nha. Bây giờ mình sẽ kéo thùng. Ok. Nếu các bạn nào muốn tải bản nào thì các bạn hãy gửi gửi bình luận qua cho mình sẽ gửi cho các bạn mấy cái link nha. Ok, bye bye, see you next video.